Rất vui được đồng hành với bà con nông dân và các bạn xem đài trong thời gian dành cho chương trình nuôi dưỡng bảo vệ cây trồng. Chương trình cho đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp phối hợp với công ty tập đoàn Lộc Trời thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn dành trọn thời gian để bàn bạc với bà con và các bạn xoay quanh chủ đề là dinh dưỡng và dịch hại lúa hè thu. Chương trình hôm nay trân trọng giới thiệu đến bà con và các bạn sự có mặt của hai vị khách mời, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ, và kỹ sư Tiêu Minh Tâm đến từ tập đoàn Lộc Trời, cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này. Chúng tôi rất mong là sẽ nhận được thật nhiều ý kiến giao lưu cũng như là những câu hỏi thắc mắc của bà con và các bạn xoay quanh chủ đề của chương trình. Quang Sơn xin được nhắc lại là dinh dưỡng và dịch hại lúa hè thu. Những câu hỏi cũng như những ý kiến giao lưu của bà con và các bạn vui lòng gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại 0673 855 333 để nêu vấn đề và giao lưu trực tiếp với hai vị diễn giả. Trong chương trình hôm nay thì như thường lệ, tập đoàn Lộc Trời vẫn dành tặng 3 phần quà, mỗi phần là một bao Ureplex dành cho bà con có những tin nhắn giải đáp đúng và sớm những câu hỏi mà lát nữa đây chương trình sẽ đưa ra. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn bà con và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình để gọi đến giao lưu khi cần, đó là số 0673 855 333. Thưa bà con và các bạn, Hoàng Sơn sẽ thông báo đến bà con nội dung câu hỏi kỳ này. Thuốc nào sau đây có chứa dinh dưỡng canxi, kali và silic? A. Amistatop. B. Là Silimac. C. Là Chess. Và D. Là Filia. Bà con hãy chọn một đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số 0929 141 000. Chẳng hạn bà con chọn phương án là Amistatop thì bà con nhắn A rồi gửi về 0929 141 000. Xin được nhắc lại, sẽ có 3 phần quà dành cho bà con nhắn tin đúng và sớm nhất gửi về chương trình. Mỗi phần là một bao Ureplex. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của chương trình bà con nha. Hiện nay thì cái biến đổi khí hậu nó đã gây nên những cái tác động xấu đối với người trồng lúa. Chúng ta thấy là rất là nhiều địa phương trên cả nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Trong đó các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng. Và nó thể hiện rõ nhất trong vụ hè thu là cái tình trạng hạn mặn rồi thiếu nước. Chúng tôi hy vọng là qua chương trình hôm nay, với sự thông tin và cung cấp những cái giải pháp cho bà con và các bạn, thì chúng ta sẽ có được những cái giải pháp hữu ích để chúng ta áp dụng ngay trên đồng ruộng của mình trong vụ hè thu năm nay. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần trò chuyện thì Hoàng Sơn muốn giới thiệu đến bà con và các bạn một đoạn băng hình mà nhóm thực hiện chương trình vừa ghi nhận được tại huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Chúng ta xem bà con nông dân hiện nay đang gặp những cái khó khăn gì và bà con nông dân chúng ta đã áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào vào đồng ruộng. Trong tuần tháng 3, cánh đồng xã Tân Phước thuộc huyện biên giới Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nông dân vừa gieo xạ xong lúa hè thu. Dù thời tiết khá oi nóng, nhưng nhờ làm đất, đánh bùn kỹ, mặt ruộng được trang sữa bằng phẳng, thoát nước tốt, nên hạt giống đã bám rễ khá thuận lợi ở những ngày đầu sau xạ. Thật bất ngờ, khi người nông dân vừa lấy tay đào một lớp mỏng mặt ruộng thì lộ rõ rơm rạ còn nguyên bị cày dùi bên dưới. Đây chính là điều mà anh Trần Văn Vui không cảm thấy vui trước ống kính máy quay phim. Đất mình thì đồng ba vụ thì nó xạ liền tay như các chỉ xạ lần tháng. Thì thời gian đó nó dễ bị bệnh ngộ độc hữu cơ, sâu mò, mũi hành, mũi xua chân, bởi vì từ cái đó nó đang băn khoăn lắm. Vụ lúa này nó không phát nữa. Tại xạ liền bây giờ dơm dại dưới không mà móc ra còn xanh chành. Rồi nước mà bơm vô tới nữa thì coi như là bị ngộ độc hữu cơ rồi, dãi chơi lúc nào mò với chú nữa. Chấp nhận rủi ro và biết trước chi phí sản xuất sẽ tăng, nhưng với nhiều nông dân vẫn có nhiều cách để hóa giải tình huống này. Ngoài quản lý nước, kiểm soát sâu bệnh chủ động, thì việc chú trọng bón phân có chứa hợp chất Humalai giúp bộ rễ lúa phát triển, hỗ trợ cải thiện cấu trúc đất là biện pháp hiệu quả, mà điều này được tìm thấy trong dòng phân bón Ureplex.
sử dụng phân hóa học nhiều thì nó sẽ bị nó hao chi phí, rồi nó sâu bệnh rất là nhiều. Sau khi tôi tìm hiểu mùi rồi tôi sử dụng thử là 2 hecta, sau khi sử dụng Urelax thì thấy nó đạt hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là khi mình rải Urelax vô cho cây lúa thời điểm 7 tới 10 ngày thì cây lúa nó mập và bộ rễ nó phát triển rất là nhiều, như là rễ nó dài, nó trắng, lông hút trên rễ nó nhiều, rồi nó hạn chế được những cái sâu bệnh trên cây lúa. Khi mà sử dụng Urelax thì thấy nó rất là đạt. Hơn nữa là cái chi phí mà trên cái đồng ruộng của mình nó giảm. Qua đoạn màn hình vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy những cái khó khăn mà bà con nông dân chúng ta đang phải gánh chịu. Nó chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái chuyện là cái chi phí sản xuất nó sẽ tăng. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, bình thường thì cái vụ hè thu bà con nông dân chúng ta đã gặp khó khăn về thời tiết rồi. Bây giờ lại thêm những cái tác động xấu từ phía biến đổi khí hậu nữa. Như vậy thì trong cái điều kiện khó khăn như thế và trước một cái vụ hè thu, bà con nông dân chúng ta cần làm gì để có thể sản xuất hiệu quả? Giáo sư có thể cho bà con lời khuyên ạ. Thì qua cái phóng sự tôi thấy bà con nông dân mình chẩn đoán cái tình trạng ruộng của mình trong cái vụ hè thu này rất là hay. Bà con mình có thể nói là biết khá là rõ, moi lên thấy rơm rạ chưa phân hủy mà nông dân mình nói còn xanh chành đấy. Tức là nghĩa là chôn vùi rơm rạ trong cái điều kiện ngập nước. Rồi sau đó nông dân mình có cái chẩn đoán là thế nào lúa cũng bị ngộ độc hữu cơ. Vì là bà con mình đã biết rõ rằng là chôn vùi rơm rạ trong cái điều kiện còn tươi và cho ngập nước như vậy xuống giống liền là nhất định là sẽ bị ngộ độc hữu cơ. Và rồi cũng chẩn đoán luôn là bị ngộ độc như vậy là cái cây lúa nó sẽ không phát. Hồi nãy trong phóng sự nông dân mình nói cũng rất là hay là không phát và chi phí nó sẽ tăng. Thì nổi cái chuyện này không đó là cho thấy bây giờ chúng ta đặt lại cái câu hỏi, bây giờ cái ngộ độc hữu cơ này là do biến đổi khí hậu hay là do cái điều kiện của đất đai, của tự nhiên, hay là do con người? Thì khẳng định rằng cái ngộ độc hữu cơ này là do chính mình gây ra cái ngộ độc hữu cơ này. Mình khẳng định như vậy để mình mới thấy được cái việc mà chúng ta phải xử lý nó như thế nào. Có nghĩa là rơm rạ là một cái nguồn mà dinh dưỡng rất là quý, nhưng mà nếu mà chôn vùi vào ở trong đất lúa ngập nước rồi hối hả xuống giống ngay thì dẫn đến tình trạng này. Mình nếu mà mình nói vậy thì cái rơm rạ nó trở thành ra một cái gì đó gọi là gây xấu cho bà con nông dân của mình. Chứ thật ra nó là một nguồn dinh dưỡng quý, nhưng mà nếu chúng ta biết cách chôn vùi nó trong cái điều kiện mà gọi là không có ngập nước như vậy, trong cái đất ẩm, rồi để thời gian cho nó có thời gian nó phân hủy, thì chính đó là cái nguồn mà dinh dưỡng. Có thể nói tôi tính ra một cái lượng giảm cái lượng phân cho bà con cũng rất là nhiều, nhưng mà do cái điều kiện là cái thời vụ á mình quá cập rập, như là nông dân mình cũng nói đó, bây giờ làm 3 vụ quá cập rập, nên cái vấn đề bây giờ chúng ta cũng cần thiết là phải đặt lại vấn đề này. Bây giờ xin cho cái file hình số 1 để bà con mình thấy là chúng tôi đã có đưa ra cái bài thuốc để mà có thể hạn chế cái tác hại của ngộ độc hữu cơ trên lúa. Bà con thấy có 4 cái. Bây giờ cái thứ nhất là bây giờ mình phải là ngăn chặn, tức là đừng để cho cái độc chất hữu cơ nó sản sinh ra. Mà muốn như vậy thì bà con chôn vùi trong cái điều kiện là đừng có ngập nước, rồi để cái thời gian nó dài chút để nó phân hủy, sau đó mình xuống giống. Muốn như vậy thì chắc chắn rằng là mình phải giảm vụ, cái này là nhất định là phải giảm vụ để có cái thời gian nó đủ dài để chúng ta cài vùi để mà cho nó phân hủy. Còn nếu không giảm vụ thì cái thời gian giữa 2 vụ ngắn lại thì cái giống lúa phải là gọi là cực ngắn ngày thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề này. Bây giờ bà con nói thôi không được, bây giờ phải làm 3 vụ thôi, không để kể thế nào khác. Thì cái bước thứ hai đó, bà con thấy, xin trở lại cái file hình dùm cái bước thứ hai đó, bây giờ là phải né tránh thôi. Tức là nó đã sẵn, nghĩa là chấp nhận mình cài vùi nó vô trong đất thì trong điều kiện ngập nước như vậy thì nó ra độc chất hữu cơ. Né tránh có nghĩa là mình lùi thời gian xuống giống lại khoảng 3 tuần. À, thì nếu mình làm được cái điều đó thì tốt, nhưng mà điều trong phóng sự thì bà con mình làm không được luôn. Là vì vậy là cái bước 1, bước 2 là cái bước mà gọi là rẻ tiền nhất để mà có thêm cái dinh dưỡng cho đất thì chúng ta làm không được. Thì thôi bây giờ qua cái bước thứ 3 là chúng ta phải hóa giải. Hóa giải bây giờ độc thì hóa giải bằng cách nào? Thì đây là chúng ta phải làm sao giống như mình ngộ độc rượu á, phải cho nó ra khỏi cơ thể. Thì bà con cần phải là xả bỏ cái nước đó đi.
xin cho tiếp cái hình tiếp theo trong file hình để bà con thấy rằng tôi rất quan tâm tới cái rãnh nước. Mà hiện giờ bà con thấy mấy cái hình này đó là cái hình như là cái rãnh nước, mà cái hình lớn bên trên đó là tôi lấy ở đồng bằng sông Cửu Long này đó. Bà con nông dân mình bây giờ là sau một thời gian dài chúng tôi khuyến cáo thì bà con mình đã làm cái rãnh thì làm nghiêm chỉnh lắm, bề ngang 2 tấc và sâu 2 tấc và cách nhau khoảng là 6 thước để chi, để mà rửa cái độc chất hữu cơ. Mà khi rửa độc chất hữu cơ, bà con nhớ là nó là cái độc chất nó nằm ở trong đất nhưng mà nó có ở thể khí nữa, nên khi mà rút nước không phải như là gọi là xả phèn, mà bà con phải rút cạn ra cho thật nhanh, xong rồi để cho nó răng cái chân chim như thế này để cho cái độc chất hữu cơ nó bay đi. Cái thời điểm mà rút nước là khoảng 15 ngày với 30 ngày sau xạ. Thì tôi nghĩ rằng bà con nông dân mình trong phóng sự nên áp dụng cái này. Bây giờ phải có cái rãnh nước sau 15 ngày và sau 30 ngày, hai thời điểm đó mình phải rút kiệt ra, răng nhẹ chân chim rồi sau đó mới cho nước vô trở lại. Hoặc là bà con quá giải bằng thêm cái nữa là vôi. Vôi thì bây giờ mình bón khoảng cỡ chừng 20 kg tới 30 kg cho 1 cọc ngàn thước vuông là được. Hoặc là dùng lân liều cao. Rồi cái hình số 1 hồi nãy đó, bà con thấy là qua cái bước thứ tư, tức là cường sức cho cái cây lúa của mình. Bà con thấy cái chữ cường sức không? Có nghĩa là mình quá giải cái độc chất ở trong đất bớt rồi, nhưng mà cái cây lúa của mình còn bị yếu ớt. Hồi nãy nông dân mình dự báo đó là tới chừng nữa cái cây lúa này là chậm phát lắm, nên như vậy thì phải cường sức. Mà trong phóng sự cũng rất là hay là có nông dân ổng cường sức bằng cách là dùng Ure Plus. Nên ông cũng thấy rằng đưa cái Ure Plus vô thì thấy là rễ nó búng ra nhiều, cây nó phát triển tốt hơn. Thì bà con biết nó là cái gì không? Thật ra nó là ure, nhưng mà có cái chữ black. Black là cái gì? Black đó là người ta đã đưa một cái gọi là cái mùn hữu cơ vào ở trong đó nên nó có màu đen. Mà nãy anh Sơn có nói tới cái Humalai đó. Cái Humalai thật ra nó là một cái mỏ than bùn mà nằm ở Canada, biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ. Thì trong đó cái mỏ này, cái chất lượng của cái than bùn rất là tốt. Tức là trong đó nó có chứa cả humic acid và cả fulvic acid. Thì hai cái này khi mà chúng ta đưa nó vào ở trong đất á, thì nó chẳng những cải thiện cái đặc tính của đất không, mà ngay cái thời điểm đó nó cải thiện cái gọi là cái sự sinh trưởng và phát triển của cái cây lúa nữa. Tình cho xin cho cái hình tiếp theo trong cái file này để bà con thấy cái vai trò của cái mùn hữu cơ này nó như thế nào. Xin cho cái hình tiếp theo trong cái file 1 á, cái hình thứ 3 trong cái file 1 để cho bà con mình thấy cái mùn hữu cơ này nó đấy. Bà con thấy là cái chỗ Humalai mà nãy anh Sơn nói đó, tức là nông dân mình đưa cái ure plus thì cái chữ plus đó là có cái mùn hữu cơ. Thì cái mùn hữu cơ này có tác dụng tốt đến cây trồng như thế nào? Một là nếu như mà trong thời gian nảy mầm á, thì có cái này thì kích thích cho cái hạt nảy mầm, rồi sau đó giúp cho rễ và cây con phát triển. Bởi vì bà con biết là trong cái mùn hữu cơ này nó có những cái công thức giống như là những cái hormone môn của cây vậy đó, giống như là oxin này, cetokinin này, rồi giống như gibberellin. Bà con mình đã dùng cái GABA này kia đó, thì ở trong đó nó có cái tác động, nó giúp cho cây phân chia tế bào và cái rễ phát triển. Nên cái mục số 2 bà con thấy đó, giúp cho rễ và cây con phát triển. Rồi thứ ba nữa là gia tăng cái diệp lục tố và cái khả năng quang hợp. Tức là nó tạo khi mà cái cây lớn lên thì nó, nếu mà được cung cấp cái này thì nó sẽ tăng cái khả năng quang hợp của cây, tức là tạo ra nhiều đường bột. Và thứ tư là khi mà có bông có trái thì nó cải thiện chất lượng của cái sản phẩm. Và đồng thời cái thứ năm là nó tăng cái khả năng kháng hạn và kháng bệnh. Thì có thể nói đây là một cái mùn hữu cơ mà Humalai, như anh Sơn nói đó. Đây là một cái mỏ ở Canada thì cái chất lượng của nó cao. Và cái này người ta đã xác định được cái vai trò của nó hàng trăm năm nay rồi. Hồi trước đó, cái mùn hữu cơ này, các nước trong cái khối mà sau chủ nghĩa của Liên Xô hồi trước đó, thì xài cái này rất là nhiều. Và sau này chúng ta thấy là một số mỏ trên thế giới, nói chung là ở mình đây cũng có mỏ than bùn, ở Đồng Tháp 10 này mình có cũng nhiều, ở Tứ Giác Long Xuyên, Hà Tiên mình cũng có nhiều. Nhưng mà có một cái là cái chất lượng của cái mùn hữu cơ nó không có được tốt lắm. Nên như vậy là mình khai thác để mà mình sử dụng cái này thì không bằng cái mỏ Humalai mà như anh Sơn nói đó là vậy. Thì như vậy rõ ràng là nếu như mà bà con mình bây giờ cái bước 1, bước 2 trong cái vấn đề gọi là giúp cho cái cây lúa của mình hạn chế ngộ độc hữu cơ mình làm được rồi. Tức là mình ngăn chặn né tránh không được rồi. Thì bây giờ phải hóa giải bằng cách là thoát nước, tôi tóm lại vậy. Sau đó bà con tăng cường bón vôi hoặc là cái lân liều cao, và rồi cường sức cho cái lúa như trong phóng sự nông dân mình nói đó, có
cái mùn hữu cơ thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái cây lúa của mình vượt qua được trong cái gọi là bị ngộ độc hữu cơ mà hồi nãy nông dân mình nói là cái cây lúa này chắc là cũng khó phát lắm, là nó là vậy. Dạ. Ở chuyện ngộ độc hữu cơ thì Hoàng Sơn hết sức là nhất trí với lại giáo sư, là chủ yếu là do cái con người, yếu tố con người gây ra chứ không có đổ thừa tại biến đổi khí hậu được. Dạ. Nhưng mà còn cái chuyện mà biến đổi khí hậu mà nó gây ra cái chuyện thiếu nước á, thì đúng là cái chuyện này mình cũng khó mà ngăn chặn hay là mình khó mà né tránh nó được, phải không thưa sư? Dạ, nhưng mà được cái hạnh phúc là Đồng Tháp mình ở cái gọi là phía trên này nên cái nguồn nước nó tương đối là dồi dào. Dạ, nhưng dạ. mà cũng rất là đúng sư nói, biến đổi khí hậu rất là tội nghiệp bà con ở những cái vùng mà ở các cái tỉnh mà giang biển. Dạ. Như là Kiên Giang nè, rồi Bạc Liêu, Cà Mau, rồi Trà Vinh, rồi Bến Tre này kia đó. Dạ. Thì rõ ràng cái vấn đề thiếu nước cho biến đổi khí hậu là rất là khó. Yeah. Nhưng mà Đồng Tháp này thì mình có được cái hạnh phúc hơn cái chuyện đó. Dạ. Một số bà con thưa kỹ sư Tư Minh Tâm, bà con dự đoán cái tình hình mà thiếu nước mà nó có xảy ra đó thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện quản lý cỏ dại rồi. Yeah. Một số bà con do mình sẽ biết là để đối phó cái tình hình đó thì bà con sử dụng 2 lần thuốc diệt cỏ. Yeah. Bà con chia làm 2 phương án, một là phương án tiền nảy mầm và một phương án là tiền nảy mầm hậu nảy mầm. Cái chuyện này thì chắc có lẽ kỹ sư đã biết rồi. Kỹ sư có thể phân tích rõ 2 cái trường hợp và trong cái từng cái trường hợp đó mình nên sử dụng cái loại thuốc nào cho nó hiệu quả, thưa kỹ sư. Trong thực tế thì bà con mình sử dụng cái này rất là nhuần nhuyễn, mà tôi nghĩ là khi mà nhuần nhuyễn rồi thì đương nhiên là thành công sẽ rất là cao. Nếu mà nói về tiền nảy mầm thì trong cái sản phẩm sulfate đó, bà con thường thường là người ta sẽ theo 2 phương cách, một là xử lý ở trong điều kiện ngập nước trước, cái thứ hai là sau khi mà xả lúa rồi cái người ta xử lý sulfate liền. Thì đó là cái kiểu mà rất là thành công, và người ta chọn cái giải pháp mà làm đất đó, thì thường thường là người ta chọn theo cái kỹ thuật như thế này, là khi vô nước là người ta ngâm giống và người ta sẽ làm sao đất nó ngập trong vòng 45 ngày, nghĩa là đất nó không có ảnh, nó không có được khô. Và trong quá trình không khô thì tiếp theo người ta trục trạc và người ta xạ lúa thì nó rất thuận. Thì có 2 cách, một là trước khi xạ là người ta đã xử lý thuốc sulfate trước và sau đó thì người ta tháo nước ra người ta xạ lúa, hoặc thứ hai là người ta đánh rảnh tháo nước luôn rồi người ta xạ lúa rồi xịt sulfate. Thì đó là cái kiểu mà vẫn sử dụng bình thường và rất thành công. Và đối với cái gò mà còn cỏ đó thì người ta sẽ dằn lại những gân gò đó để cho cái khả năng cỏ nó không lên bằng sulfate luôn. Thì cái đó là một cái kiểu mà đã sử dụng lâu nay và rất thành công. Thì bà con sẽ hỏi là nếu mà bây giờ mình sử dụng theo phương thức mới thì có gì mới? Thì hiện nay thì nó có một số đường nước là người ta sẽ vô nước chậm hơn, và khi người ta vô nước chậm thì mình phải thích ứng theo cái điều kiện đó mình sử dụng. Và thường thường là những cái đường nước theo bơm điện, hoặc là mình không có thể mà điều chỉnh nước theo ý muốn mình đó, thì người ta sử dụng cũng tiền nảy mầm mà người ta sử dụng Meko. Và Meko được sử dụng lúc nào? Khi chúng ta xả lúa xong sau 2 ngày, nghĩa là qua ngày thứ 3 người ta xịt Meko liền. Thì cái cách đó cũng rất là thành công ở trên đồng ruộng. Và trong trường hợp đó thì nó có 2 kiểu. Nếu mà trường hợp nước vô chậm nữa thì người ta có thể thấy trên nền nó liu riu mà nó lên cái cỏ lòng vực nhỏ nhỏ rồi, thì người ta pha chung với tóp sốt. Thì khi mà pha chung tóp sốt thì nếu mà mình sử dụng Meko thì mình sử dụng khoảng 1,5 lít trong hecta, và cái tóp sốt khoảng 0.5 thì nó sẽ giải quyết được vấn đề ở ngày thứ 3. Tuy nhiên ở trong những ngày thứ 7, thứ 10 thì người ta sử dụng thuần là tóp sốt không, và tóp sốt ở sử dụng đó là 0.7 cho tới 1 lít trong hecta thì cũng rất là thành công. Và người ta khuyên là khi mình phun ở trong điều kiện đó thì ở những cái nền của mình á, dùng Meko thì nó cũng rất an toàn với lúa, và tóp sốt nó cũng an toàn với lúa. Do đó mình đưa vào ở ngày thứ 3, hay thứ 5, hay thứ 7 thì nó rất là an toàn. Và mình phun thì nếu là tóp sốt thì nhớ một điều là phun là vào ước điều những cái vùng nào mà mình thấy cỏ liu riu mọc mà nó lên lý nhí mà chừng cỡ khoảng 2 lá trở lại thì gần như là tóp sốt diệt rất là tốt. Do đó chúng tôi nghĩ là cái phương cách này là phương cách thành công, nghĩa là mình sử dụng hai lần sulfate ở trong trường hợp đầu, và trường hợp sau là có thể sử dụng Meko chung với tóp sốt, hoặc là tóp sốt không ở trong ngày thứ 5, thứ 7 sau đó. Chúc bà con thành công.
Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Tư Minh Tâm. Bà con và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình nuôi dưỡng bảo vệ cây trồng. Chương trình đang bàn về chủ đề là dinh dưỡng và dịch hại lúa hè thu. Nếu như bà con có những thắc mắc hoặc là những ý kiến muốn giao lưu với chúng tôi xung quanh chủ đề này, mời bà con hãy gọi đến số điện thoại 067-3855-333 để trò chuyện cùng với chúng tôi. Ngoài ra, thưa bà con và các bạn, trong chương trình hôm nay thì đơn vị tài trợ chương trình là tập đoàn Lộc Trời có dành tặng 3 phần quà, mỗi phần là một bao urea black cho bà con nhắn tin đúng và sớm cái câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Câu hỏi đó chúng tôi xin được nhắc lại để bà con nắm được. Thuốc nào sau đây có chứa dinh dưỡng canxi, kali, silic? A là Amistatop, B là Silimac, C là Chess và D là Filia. Bà con hãy chọn một đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số 0929 141 000. Chẳng hạn bà con chọn phương án B là Silimac thì bà con nhắn B rồi gửi về 0929 141 000. Chúng tôi xin nhắc lại là sẽ có 3 phần quà cho những bà con nhắn tin đúng và sớm nhất gửi về chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được dành thời gian cho đơn vị tài trợ chương trình. Làm sao mà lúa hành sạch cỏ vậy? Mê cô. Anh nói gì? Đừng có mơ. Tôi nói mê cô là tôi xài thuốc trừ cỏ mê cô. Chứ cô tưởng... Meko, thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm được nhập khẩu từ Singapore. Meko, diệt hầu hết các loài cỏ, an toàn cho lúa. Meko, Meko, sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời do bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị diễn giả thì chúng tôi muốn dành một chút thời gian để cho bà con đang ngồi trước máy truyền hình và vừa gọi đến chúng tôi. Đầu tiên xin mời kỹ sư Tiêu Minh Tâm giao lưu với bạn Dương Văn Lan, một khán giả ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 01689 147 540. Bạn Lan có hỏi là xạ lúa thưa hay bị sâu đục thân, như vậy có thuốc gì trị được không? Ở thời điểm nào phun trị sâu đục thân là hiệu quả nhất? Dạ, xin mời kỹ sư. Thưa bà con, thì đối với sâu đục thân thì nó không khó bà con, rất là dễ. Tôi thấy cái kinh nghiệm hay nhất là bây giờ mình phải làm sao phát hiện rổ đứng đó. Thì thường thường là lúa chừng khoảng 15 tới 20 ngày bà con thì nó sẽ có ổ trứng trên cái lá lúa. Do vậy mình ngắt cái lá lúa đó, mình bỏ vô cái keo trao, cái mình để dưới cái giấy thấm ướt, rồi cái mình đem về nhà mình để đó chừng độ 3 ngày. Nếu nó nở ra sâu á thì mình xịt, còn nếu nó nở ra mà con ong á thì mình không xịt. Thì bà con hỏi vậy sao biết con ong với con sâu khác nhau? Thì dễ lắm, nếu con nào không bay ong, còn con nào không bò thì sâu, ha, bà con dòm nó biết liền à, không có khó. Và bây giờ nếu mà gặp cái trường hợp đó thì mình giải quyết làm sao? Nếu mình đã quyết định là xịt ở ngoài đồng rồi thì sau khi mà trứng con sâu nó vừa nở ra đâu con, thì mình phun ngoài đồng thì lúc đó rất là tuyệt vời. Tại vì ngoài đồng những ổ trứng nó cũng nở ra, rồi con sâu nó mới vừa tượng ra là mình xịt là gần như là nó rất là hiệu quả. Và trong trường hợp này người ta đưa Vitaco vào thì rất thành công. Rất là thành công và rất tuyệt vời. Ở ngoài Bắc có sử dụng khoảng 5 năm về trước mà rất là thành công. Và bây giờ bà con hỏi là nếu trường hợp nó sâu nó đụng vô thân sao? Nếu sâu đụng thân thì mình sử dụng cái thuốc diazan mình rải từ 1.5 kg tới 2 kg cho con công. Thì mình rải xuống thì gần như là mấy con sâu nó không còn nữa. Vấn đề giải quyết rất là dễ. Và nếu mà chúng ta thấy vậy thì chúng ta thấy là Vitaco giải quyết khi sâu ở trên chưa tấn công vào. Còn đối với cái diazan là mình rải ở dưới để mình cho nó hấp thu vô trong để giải quyết vấn đề. Và thường thường người ta chọn cái thời điểm là khoảng 20-20 mấy ngày là cái mốc mà nó hay xuất hiện để người ta rải. Hoặc là ở giai đoạn đồng người ta rải cái diazan. Chúc bà con thành công. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Tư Minh Tâm. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ giao lưu với bạn Quỳnh Thành Nhân, một khán giả gọi đến từ Tân Châu, An Giang qua số điện thoại 0986695563. Thưa giáo sư, bạn Nhân có hỏi là tôi chuẩn bị xịt Trichoderma, như vậy thì nên xịt khô hay là ướt? Và sau xịt bao nhiêu ngày thì tôi mới xuống giống được? Qua cái câu hỏi này thì chắc có lẽ là tôi phải quay trở lại coi cái con Trichoderma này... nó muốn sống làm sao cho nó tốt. Và mình đưa nó xuống đó, mục đích là để làm cái gì? Mình phải nắm được hai cái này thì chúng ta sẽ giải quyết được cái câu hỏi của em Nhân. Bây giờ cái con Trichoderma này đó là nó bị gì? Nó là một con vi sinh mà. Khi mình đưa nó ra ruộng á, phải đảm bảo làm sao cái điều kiện thuận lợi để nó sinh sôi nảy nở thì nó mới làm được cái nhiệm vụ của nó. Mà nhiệm vụ của nó là gì? Là để phân hủy cái rơm rạ cho nó nhanh. Cái đó là vậy.
Thì bây giờ làm sao nó đòi hỏi cái gì để mà ra đồng ruộng cho nó phát triển tốt? Một là đừng có nhận nước nó. Nhận nó chết ở trong nước là nó không có lặn xuống ở dưới để mà nó ăn rơm rạ được. Mà trong cái điều kiện là phải rơm gốc rơm rạ đó phải hơi ẩm. Ẩm. Cái đó là cái thứ nhất nha. Ẩm nhưng mà không có được là cho ngập nước. Tôi thì cũng có nghe là bây giờ cũng có những cái con mà phân hủy được cái rơm rạ mà nó được lặn ở trong nước á, nó vẫn phát triển được. Thì khi nào mà bà con xem trên cái bao bì mà người ta nói có con tico mà có thể lặn ở trong nước thì lúc đó mình mới là cho cái điều kiện là xịt nó trong cái điều kiện rồi cho cái rơm rạ ngập nước. Như vậy là thấy cái thứ nhất là ẩm thôi mà không được ngập. Còn nếu khô á, thì không ẩm á, thì cái con tico này nó cũng không có thể nào mà sinh sôi nảy nở được. Đó, trong cái gói đó bà con thấy là nó khô vậy đó thì nó đâu có phát triển đâu. Nếu nó phát triển trong cái gói đó làm sao mà đủ cho nó sống? Thì vậy là ra ngoài đồng mà khô nó cũng sẽ không phát triển. Cái thứ ba nữa đó là nó rất sợ cái ánh nắng mặt trời trực tiếp. Cái tia UV đó sẽ giết chết nó. Nên sau khi mình phun nó lên trên gốc rơm rạ, cài dùi vào ở trong đất ngay để chi, để tránh cái ánh nắng mặt trời. Nhưng mà để đất hơi ẩm ẩm thôi chứ đừng cho ngập nước. Thì như vậy cái con Trichoderma này nó mới sinh sôi nảy nở, nó mới phân hủy rơm rạ, để rồi sau đó chúng ta xuống giống, giảm được cái ngộ độc hữu cơ ở trên trên lúa. Như vậy là em Dân hỏi vậy là chừng bao nhiêu ngày? Thì thông thường mà nếu ở trong đất mà để cho những cái con mà vi sinh vật phân hủy rơm rạ thông thường thì bà con cũng được khuyến cáo là khoảng 3 tuần. Thì ở đây thì bên nhà sản xuất thì họ nói nếu như mà mình có đưa cái con này vô thì trong khoảng 2 tuần là đã giải quyết được cái vấn đề là phân hủy cái rơm rạ. Thì như vậy nếu mà em có xài Trichoderma thì em có thể xuống giống sớm hơn là trong cái điều kiện mà em không sử dụng Trichoderma. Trong cái việc gọi là để hạn chế cái ngộ độc hữu cơ trên đất lúa mình, tức là khoảng cái chừng 2 tuần là được. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Ông Quang Sơn thấy bà con hỏi về con mũi hành khá nhiều. Cái loại dịch hại này ở vụ đông xuân và nhiều vụ vừa qua nó xuất hiện và nó gây hại khá là nhiều. Thông thường thì bà con nông dân chúng ta hay phát hiện muộn, phát hiện đến cái thời điểm mà cái ống hành nó đã lên rồi thì lúc đó rất là khó xử lý. Để giúp bà con và các bạn có được những cái thông tin hữu ích để mà chúng ta có thể phát hiện và chúng ta phòng trị nó, thì Hoàng Sơn xin được giới thiệu cho bà con và các bạn cái sáng kiến của bà con nông dân chúng ta là làm cái bẫy đèn để mà phát hiện cái loại dịch hại này. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Quan tâm nhất là cái vấn đề mũi hành đó, nó nhiều khi mình không biết nó được nó rồi tới mà bùng phát cái là cây lúa mình nó cũng như rồi, nó đâu có, mình không có xử lý gì được kịp, bị khi đã mình đã thấy cái ống hành là mình không có sử dụng được nó. Thường mấy năm trước thì mùa hè thu này thì nó rất nhiều, bây giờ cũng có ngại của nông dân của mình là để mình trừ được cái loại này trước khi mà mình phát hiện nó, thì cũng nhờ vĩ đài cho cái cách để phòng trừ và cái nào thế nào cho nó hiệu quả. Mũi hành mình theo dõi nó hơi khó, phát hiện trễ là coi như là trị không được. Điều quan trọng theo kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng là phát hiện sớm để phòng trị kịp thời ngay khi cây lúa vài ngày sau xạ. Khoảng 5 ngày tuổi mới có 2 lá thôi là mũi hành nó đẻ trứng ở trên lá đó. Thành ra để biết nó tới ruộng mình sớm thì bà con dựa vào cái đặc tính của nó là nó rất là thích ánh sáng. Như vậy thì mình sử dụng cái đèn pin. Thì bà con sử dụng cái đèn pin, bà con treo ngược ở phía dưới, mình để một cái thau nước. Rồi mình mở đèn pin thì ánh sáng rọi xuống cái thau nước và mũi hành nó sẽ thấy ra cái ánh sáng này, nó sẽ lao vô. Thì trên mặt nước bà con có thể nhiễu một giọt dầu chạy máy hoặc là giọt dầu nước xanh cũng được, để nó dính cái giọt dầu đó nó không bay lên được. Thì sáng đó mình sẽ thấy là con mũi hành nó xuất hiện ở trên cái mặt nước. Thì nó kích cỡ nó giống như con mũi đang mà chích mình, nhưng mà nó khác ở cái màu. Cái màu là cái bụng nó màu cam cam vàng vàng. Thì bà con biết là nó sẽ tới ruộng mình và mình có cách để mình xử lý, mình quản lý nó tốt hơn ngay từ đầu. Chứ còn mà nó đẻ trứng rồi nó nở ra thành giòi, nó chui vào bên trong gây nên cái ống hành, thì lúc bà con thấy cái ống hành thì nó đã nhiễm trên 20 ngày rồi. Cho nên là bà con lúc đó mình không trở tay kịp. Như vậy thì mình sẽ phát hiện sớm hơn. Và bà con làm thường xuyên, thí dụ như tuần này mình làm mình thấy chưa có, sang tuần sau
hoặc là 5-7 ngày sau mình bẫy đèn tiếp. Thời gian mà bà con mở đèn rồi đó, trong khoảng vài tiếng đồng hồ thôi, từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối, thì cái khoảng đó là nó hoạt động mạnh nhất. Nếu không có làm kiểu này thì bà con có thể soi trên cây lúa từ dưới gốc lên tới cái ngọn. Nếu lúa chúng ta lớn thì ta soi gốc lên cái ngọn, bà con sẽ thấy nó bay là nếu mình mắt mình tỏ thì mình sẽ thấy nó bay là trong rồi nó đậu ở trên đọt lúa. Đồng thời mình cũng phát hiện được rầy nâu nó cũng vô cái đèn này nữa, giờ nó cũng rớt trên cái thau nước này. Bà con thấy sáng kiến hay không bà con? Người Việt mình hay dữ lắm. Đó là con cái loại dịch hại khó xác định nhưng mà vẫn có cách bà con. Chúng tôi cảm ơn kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng đã giới thiệu đến chúng tôi cái sáng kiến này. Có thể là sẽ giúp ích cho bà con rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bà con vừa gọi đến chương trình đặt câu hỏi về cái loại dịch hại này. Chúng tôi xin được chuyển rất là nhiều câu hỏi đến kỹ sư Tư Minh Tâm ạ. Đầu tiên là câu hỏi của anh Phan Quang Sang ở Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại 0977446969. Anh hỏi là lúa ở giai đoạn nào thì phải phòng trừ muỗi hành? Nếu trị thì trị như thế nào? Sử dụng cái loại thuốc nào cho hiệu quả? Rồi anh Nguyễn Thanh Thòn, một khán giả ở Rạch Giá, Kiên Giang. Số điện thoại 0123-630-533. Anh đề nghị kỹ sư giúp anh cái cách phân biệt và phòng trị muỗi hành. Vì sao lại có ý kiến là rút nước sau bón phân sẽ không có muỗi hành? Và cách trị muỗi hành như thế nào? Và cuối cùng là ý kiến của anh Trần Văn Bào ở An Biên, Kiên Giang. Số điện thoại là 0165612627. Anh hỏi là năm nay nhiều muỗi hành tấn công lúa quá, không biết là công ty có loại thuốc gì để mà trị muỗi hành hiệu quả hay không? Thuốc xịt sớm quá nó có gây hại cho thiên địch không? Dạ, xin mời kỹ sư Thiên Minh Tâm. Dạ, đúng ra đây là cái câu hỏi tổng hợp. Như vậy thì tôi sẽ trả lời cho anh Sang, anh Thoàn và anh Bào để mình giải quyết vấn đề của mình. Thật sự ra cái con muỗi hành nó tấn công rất sớm mà con. Người ta thấy là khi mình gieo hạt xuống dưới đất rồi, cái hạt nó nảy mầm lên là nó có khả năng cho được cái trứng trên cái lá. Và bà con thấy cái trứng trên lá ở trên hình này nè bà con, là cái lá đầu tiên đó bà con, mà ở đó nó không ít. Một cái lá mình đếm được khoảng 32 trứng, còn lá kia là khoảng 20 trứng. Còn cái lá này là 6 trứng bà con. Thành ra bà con thấy rất là sớm. Do vậy thì nó sớm á, thì nếu mà nó tuột xuống mà ngay cái kẹt giữa cái lá với cái hai lá đó bà con, thì nó sẽ chui xuống dưới. Và nó chui xuống dưới thì cái cơ hội nó sẽ xâm nhập rất là dễ. Tại vì sao? Tại vì cái ở dưới thì nó sẽ hình thành cái mầm để nó ra thành cái tược, coi như là cái chồi đó bà con, nó đâm lên. Thì khi ở dưới nó vừa nhú lên là nó đã chui vô rồi. Và khi nó chui vô rồi thì bà con thấy có cái hình rất rõ hồi nãy là cái con muỗi hành nó chui vô cái thân ở dưới đó bà con. Nó rất là nhỏ, khoảng chừng 5 phân thôi mà nó đã 5 ly, nghĩa là không tới 1 phân đó bà con, mà nó đã chui vào trong rồi. Nó rất là nhỏ bà con. Nếu mà bà con muốn tách nó ra được á, thì mình kiếm một cái cây có thể giống như là cây lông nhím đó bà con, thì nó cứng. Còn nếu bà con lấy tăm xỉ răng thì nó mềm. Tôi thấy một số anh em thì dùng cái cây mà lẹm mà để mà mai bao rồi con, mài cho bén rồi cái mình tách ra rất là dễ. Do đó bà con thấy là rất là sớm. Vậy thì bây giờ mình biết nó ở đâu rồi, thì bây giờ mình giải quyết làm sao? Ở đây đối với con muỗi hành thì nó vô sớm nhưng mà nó kéo dài. Từ mình xác định rất rõ ở tại Kiên Giang là 5 ngày rồi bà con, và nó kéo dài lên tới khoảng 35 ngày tùy theo thời gian sinh trưởng khí trồng. Nếu mà nó tới qua giai đoạn đồng rồi thì nó vẫn có khả năng nó xâm nhập chứ không phải không. Và nếu nó có cơ hội xâm nhập thì nó sẽ làm hư mém một bên đồng hoặc là cái bông nó sẽ không trọn vẹn. Và thường thường người ta xử lý rất khó bà con. Do vậy thì chúng tôi nghĩ là phát hiện thì quan trọng nhất. Và phát hiện hồi nãy là một cách phát hiện. Cái phát hiện thứ hai là mình có cái đèn ở trong nhà đó bà con, nó vô trên tường mình để mình thấy nó. Thứ ba nữa là có thể là bà con ban đêm mà bà con chạy xe Honda mà đi về đêm đêm đó bà con, thì bà con thấy có những cái con mà nó đụng vô cái đèn mình mà nó để lại sát mà màu hường hường đó bà con, là nó đó. Thành ra khi mà xác định được có nó thì chúng ta ra ngoài đồng coi có thì chúng ta phun. Và nhớ là rất khó. Còn bà con có hỏi ở đây một cái ý là nếu mà mình để khô nước thì sao? Nếu mà ở trong giai đoạn sớm mà khô nước á, thì cái khả năng nó tấn công, nó phân bố thì đều hết chứ không phải một chỗ đâu bà con. Nhưng mà cái chỗ nào mà khô á, thì mình thấy những cái tược mới lên là những cái tược đó bị muỗi hành không à. Còn nếu mà nó ngập cái chán ba, chui vô không được.
Bà con nhớ ngập chẳng bao nhiêu cũng được. Mà mình lúa mình quá nhỏ thì cái đó không nên. Bị thường thường lúa nhỏ mà mình cho ngập thì nhiều khi nó lại bị ốc ăn hoặc nó chết. Thành ra cái đó là cái trăn trở mà khó. Do đó người ta kiểm soát bằng cách là mùa vụ là chính. Và nếu được thì canh, nếu có thì hãy phun. Và bà con nhớ là nó đẻ 4-5 ngày đẻ thì ngày thứ 7 là nó có đầu có rồi. Mà đối với người làm giống thì cách 5 ngày là họ xử lý nếu có. Thành ra cái đó là cách mà người ta làm. Dạ bây giờ bà con hỏi sử dụng thuốc gì? Thì đối với cái nhóm mũi hành này, tuy gọi tên là mũi hành nhưng thực chất của nó là con ruồi bà con. Do vậy thì người ta sử dụng cái thuốc mà ba răng là nó rất hiệu quả. Đây là cái nhóm thuốc mà người ta xử lý ở trong y tế rất là thành công. Và bây giờ mình đưa ngoài đồng thì giải quyết cái này cũng rất là tốt. Tuy nhiên bà con có hỏi là nếu mình sử dụng thuốc trừ sâu thì nó có ảnh hưởng thương được hay không? Thì cái này cũng nên suy nghĩ lại. Nếu mà mình muốn mà giải quyết con mũi hành thì mình coi có nó xử lý. Và không phải mình xử lý hoài, nếu mà có xử lý thì cho nó giải quyết cho được cho mình. Để làm sao số chồi sau này nó đảm bảo. Còn nếu mà con không phun thì hên xui, nếu nó nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng tới cây trồng chúng ta. Tại vì lúa chúng ta mới mà lên đọt đầu tiên mà nó hư rồi bà con. Thì những cái sau nó cũng hư nữa. Vì sao vậy? Thì cái đọt nó hư thì đương nhiên nó tăng những cái chồi bên hông. Tăng chồi bên hông, tiếp tục tấn công rồi hông thì nó lại hư nhiều. Tôi thấy có một cái trường hợp là cái bụi lúa cấy rồi bà con. 20 chồi thì hết 19 chồi nó tấn công rồi. Thành ra cái này cũng mình nên quan sát để mình giải quyết qua mình để nó thành công. Và ở đây thì... bà con hỏi là cái cách nào giải quyết tốt nhất thì thật sự ra thì phải chờ bên các đơn vị bên chi cục có khuyến cáo tại địa phương mà tốt nhất đó bà con, chọn cái đó để làm cho tốt nhất. Còn những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bà con thì bà con tùy tình hình thực tế phát hiện có thì chúng ta xử lý để cơ hội thành công chúng ta cao. Và thuốc gì thì nó nhiều lắm bà con, thí dụ như bơ răng mình sử dụng cũng được. Rồi ngay cả như cái Angul cũng tốt, hoặc là Ovawan là cái dùng ở bên Đồng Tháp này sử dụng nhiều. Và một số nơi thì họ sử dụng Vitaco. Thì những cái loại như là bơ răng, rồi thuốc Angul, rồi Ovawan và cuối cùng là bà con sử dụng cái Vitaco đều thành công. Và nhớ phát hiện sớm và xử lý khi mà trứng nó vừa nở ra, đừng để nó chui vô. Chúc bà con thành công. Dạ, cảm ơn kỹ sư. Còn nữa kỹ sư ơi, cho có lẽ là mình đánh cho nó dứt dạt cái con mũi hành luôn. Ở đây có lẽ bà con bị Kiên Giang bị mũi hành nhiều kỹ sư. Bạn Lê Văn Triều ở dòng Riền Kiên Giang, số điện thoại là 012-688-865-585 có hỏi là lúa của tôi xạ được 20 ngày giống 50404, vụ đông xuân rồi ở vùng đất của tôi bị mũi hành tấn công từ 40-50%. Bây giờ nếu như mà tôi áp dụng 1,5 giảm cộng với Silimac thì liệu có trị được mũi hành hay không? Anh Danh Đào, một khán giả ở Hòn Đất, Kiên Giang luôn, hỏi là vụ trước có mũi hành, vậy mùa này có liệu có tiếp tục bị hay không? Dạ. Vấn đề mà chúng ta giải quyết mũi hành như thế này cho dễ bà con. Thường thường mũi hành nó đi theo gì? Mưa nhiều thì mũi hành nhiều. Cái thứ hai là sương nhiều mũi hành nhiều, trời khô thì khó có mũi hành. Cái đó là cái quy luật. Và bà con nhớ là theo canh tác thì người ta nói là con mũi hành nó di chuyển gần. Nhưng mà nhớ một điều nghe, gió thổi thì nó cũng bay xa chứ không phải gần. Nghĩa là từ ở chỗ này nó có thể bay đi chỗ khác cả cây số vẫn được chứ không. Nếu gió đưa đẩy nó đi. Và bà con hỏi là nếu mà bây giờ mình sử dụng Silimac giải quyết được con mũi hành hay không? Thì Silimac khác bà con. Silimac nó giải quyết cho cái mô bào nó cứng thôi, chứ nó không có giải quyết được mà thành xi măng cốt thép. Thành ra cái vấn đề mà tấn công nó là khác. Nó tấn công là nó tấn công từ trên lá, nó tuột xuống như cái kẽ, rồi cái kẽ nó di chuyển về bên dưới. Và khi mà nó còn quá nhỏ mà còn nó di chuyển xuống tới dưới rồi nó đụng cái đỉnh đầu tiên để nó thành cái tuột cho mình đó, thành cái chồi mà sau này nó thành cái bông lúa đó con. Thì nó đụng ngay đó là nó tấn công vô đó. Do đó cái chồi này nó quấn lại và như vậy là nó ra cái ống hành. Và ngoài đồng thì bà con có thể nhìn thấy rất là dễ, là bà con thấy cái lá lúa mà nó hai lá cặp đôi mà nó không có cái đọt thì chắc ăn là bị mũi hành. Cái thứ hai là cái gốc lúa mà nó sưng lên thì chắc ăn là bị mũi hành. Thứ ba là nó đâm những cái tược non rất là nhiều
xung quanh cái tược chánh mà cái cây rất là lùn thì đó là mũi hành. Thành ra bà con có thể quan sát để giải quyết vấn đề đó. Và theo chúng tôi thấy là cái thời điểm thì nếu mà lúa bây giờ 20 ngày mà không có mũi hành thì cái nguy cơ nó không cao lắm. Bởi vì bây giờ là nó tấn công dài từ 20 cho tới 30 vẫn còn. Nhưng mà ban đầu mà nó không có nhiều này chứng tỏ là quần thể ở chỗ đó nó tương đối ít, chỗ đó nó không có nhiều. Và bà con nên coi lại coi ở dưới gốc là sao, có đâm tược nhiều không hay là có lùn cây không, có cái sưng cái gốc không, nếu có thì cái đó là mũi hành. Và bây giờ bà con không thể sử dụng Silimax để giải quyết cái con mũi hành được. Và bà con có hỏi là cái anh Đào anh hỏi là mũi hành sao anh? Dạ anh Đào anh hỏi là vụ lúa trước cái mũi hành mà không biết liệu cái mùa này đó thì mũi hành nó có tục bị hay không? Vụ trước bị mũi hành này có bị hay không? Thường thường thì nó tùy bà con. Nếu bà con là trồng liên vụ, cái trước vừa thu hoạch mà lúc đó nó phát tán mũi hành á thì cái cơ hội sau này mình bị, nhưng mà nó hơi cắt ra một khoảng mà nó không có chuyển qua đó bà con thì cái cơ hội nó không cao. Thành ra cái này cũng là bà con phải quan sát nữa, nghĩa là dùng cái bẫy đèn hồi nãy của anh Dũng giới thiệu đó, và bà con dùng cái đó để mà kiểm soát thì chúng ta có cơ hội thành công. Chúc bà con thành công. Dạ xin cảm ơn kỹ sư. Dạ thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, Hoàng Sơn chợt nhớ là hôm xuống với bà con, bà con khi mà bàn về những cái thành phần có trong phân bón, bà con có hỏi nhiều về cái bo ở trong phân bón. Bà con hỏi là cái chất này nó có cái vai trò gì đối với cây trồng và mình sử dụng vào cái thời điểm nào để nó phát huy tác dụng tốt nhất ạ? Bây giờ thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về cái dưỡng chất bo. Thì chắc bà con cũng được thông tin là cái cây trồng của mình cần 13 cái dưỡng chất chủ yếu. Thì ở trong đó một chất mà chủ yếu trong đó nó có cái gọi là cái chất bo. Như vậy thì rõ ràng rằng là người ta định nghĩa một cái gọi là cái dưỡng chất chủ yếu là dưỡng chất đó nếu thiếu là cái cây trồng sẽ chết. Thì như vậy đồng đội cái chỗ đó không mà bo này được xếp vào trong cái nhóm gọi là dưỡng chất chủ yếu thì cái tầm quan trọng của nó thì bà con thấy là nó là rõ rồi. Như vậy thì nó làm cái chức năng đó là cái gì? Thì ở trong đây nó có ba cái gọi là tôi nhóm nó lại, nó có ba cái chức năng chính ở trong đó. Một là nó giúp cho cái tế bào nó đẻ, tức là phân chia tế bào. Nên chính vì vậy đó mà khi mà thiếu nó thì rễ lại không phát triển, tức là cái đỉnh sinh trưởng ngay ở cái chóp rễ nó không phân chia tế bào nữa, rễ lại kém phát triển. Mà cái cây trồng mà kém rễ kém phát triển thì làm sao hút nước, hút dinh dưỡng lên mà nuôi cây cho được. Cái thứ hai là chồi lại cũng kém phát triển, là bởi vì ở đỉnh chồi nó cũng cần phải phân chia tế bào, tức là tế bào nó đẻ ra để nó hình thành nhánh, hình thành chồi. Mà bây giờ thiếu nó thì cái cây trồng lại cũng không đâm chồi. Thì như vậy là ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng và cái chiều cao của cây trồng của mình. Thì như vậy đó là cái chức năng thứ nhất. Cái chức năng thứ hai của nó đó là nó quang hợp tốt hơn, và người ta cũng tìm thấy rằng nó có cái chức năng là để tổng hợp nên cái diệp lục tố. Thì như vậy là nó tạo nên cái dinh dưỡng đường bột cho cây. Và bà con thấy rồi, cái cây trồng mình sở dĩ nó cần ánh sáng là để nó quang hợp, mà bây giờ muốn quang hợp được thì phải có màu xanh. Màu xanh đó là cái chất gọi là diệp lục tố. Mà bo này thì nó giúp cho cái việc tạo nên cái diệp lục tố và đồng thời giúp cho cái diệp quang hợp được tốt hơn. Nhưng mà khi quang hợp được tốt hơn rồi thì nó cũng giúp cho sự chuyển dẫn cái dưỡng chất quang hợp này đến cái nơi mà nó sử dụng. Thì rõ ràng thiếu bo thì cái chức năng này nó lại kém. Và một cái chức năng thứ ba đó mà người ta nói nó gọi là đơm bông kết trái. Cái này gọi là cái chức năng mà hiện giờ nay thì bà con chắc cũng được nghe nhiều. Tại sao nó đơm bông? Bởi vì có bo thì giúp cho cái cây trồng của mình nó sẽ có nhiều cái bông hơn. Còn kết trái là sao? Là bởi vì nó sẽ tạo nên cái hạt phấn. Thì bà con thấy rõ là bây giờ đấy, như cái trên cái hình đó, bà con thấy cái này là một cái những cái nghiên cứu mà ở bên Pakistan mà người ta làm ở trên cái lúa. Bà con thấy là chẳng hạn như cái hình ở bên trên đó là trên cái giống lúa nó gọi là Super Basmati, còn ở dưới là IR6 đó. Thì ở bên tay trái là đối chứng, tức là không có cung cấp bo. Thì bà con thấy cái bông lúa, cái số hạt trên bông nó không có nhiều. Nhưng mà phía bên tay phải á, thì bà con thấy là có cung cấp bo trên những cái đất, và thiếu bo thì lại là nó số hạt trên bông nhiều hơn, hạt chắc nhiều hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì có bo á, nó làm cho cái hạt phấn như vậy là phát triển được tốt. Và khi mà cái hạt phấn rớt trên cái núm để mà thụ tinh á, thì lại nó giúp cho cái ống phấn
dương dài cái ống ra để mà đi tới cái noãn để mà thụ tinh được. Và đồng thời khi mà nó đã đậu trái rồi thì nó chống rụt trái. Thì đây là một cái chức năng mà có thể nói là trọng tâm của cái dưỡng chất bò mà chúng ta biết đến. Thì như vậy thì bà con hỏi gì chứ, ở mình đây đất mình có thiếu bò hay không? Thì qua nghiên cứu của chúng tôi thì có hai cái dạng đất mà có thể thiếu bò. Một là cái đất mà đất chua. Ở đây đất chua ở đây thì mình có là cái đất phèn đó. Tại sao đất chua mà có thể thiếu bo là bởi vì ở trong đó nó có những cái hydroxit sắt và nhôm rất là nhiều. Mà hai cái này mà khi mà nó gặp bo là nó kết lại giống như là sắt nhôm nó kết hợp lại với cái chất lân gì đó. Bởi vì bà con biết là cái dòng mà nó hấp thụ á, là cái borat đó là cũng là điện tích âm. Giống như là cái lân á, là phốt phát đó, cũng là điện tích âm. Nên đối với đất chua thì sắt nhôm nó cũng kết hợp với lân, nó làm cho lân không còn hữu dụng. Nên bà con thấy là trên đất phèn mình liền lân vô cho nhiều là vậy. Còn cái bò này trên cái đất chua này cũng dễ bị thiếu. Và cái thứ hai nữa là trên cái đất liếp vườn cây ăn trái. Tức là những cái đất gì mà nó rửa trôi nhiều, bởi vì ở trong đất á, thì cái chất bò này nó di động dữ lắm. Nên nếu như mà trên cái đất liếp ở địa hình cao á, mưa rồi tưới nhiều á, nó sẽ kéo cái bò này đi. Thành thử là bà con thấy á, ở trên lúa người ta cũng thấy rằng là nếu khi mà thiếu bo thì ở trên cái chóp lá, ở những cái lá non nha, bà con quan sát cái lá non á, thì ở cái chóp lá thì nó bị trắng và nó cuốn tròn lại rồi sau đó là nó bị khô đi. Thì hai cái hình mà trên lúa thì bà con thấy rõ đó là cái triệu chứng thiếu bo trên lúa. Còn trên cam quýt á, thì cái lá của nó trở nên cái lá mà lá non á, bởi vì cái triệu chứng bà con phải quan sát lá non. Do bo nó kém di động, nó ở cái lá già rồi thì nó không di động lên trên cái lá non. Nên chính vì vậy bà con quan sát cái lá non của cam quýt thì thấy ở ngoài cái chóp nó cũng bị trắng rồi sau đó là nó cháy khô và cái lá nó bị dũm lên như thế này. Thì đấy là cái triệu chứng thiếu bo ở trên cái cây ăn trái. Nhưng mà bây giờ khi mà cung cấp cái chất bo đó cho cây trồng thì bà con thấy là nó có vấn đề. Vì thông thường thì người ta dùng cái boric acid để mà cung cấp, tức là một loại bo vô cơ. Mà bo nó có cái như thế này, khi bà con thấy cái triệu chứng nó thiếu như vậy, nhưng khi bà con mà cung cấp vô mà nó hơi quá chút xíu á, thì nó lại trở lên nó ngộ độc. Nó không như kali, không như canxi. Kali, canxi bà con thấy nó không ngộ độc lên cây phải không? Nhưng mà bo thì rất dễ ngộ độc cho cây. Tức là cái ngưỡng mà giữa thiếu lại với ngộ độc này á, nó rất là hẹp. Nên khi mà sử dụng bà con phải hết sức là cẩn thận đối lại với cái bo gọi là bo vô cơ. Thì đây là một cái nhược thấy rằng cái vai trò của bo rất là quan trọng trên cây trồng, nhưng mà để hiệu chỉnh nó thì khá là khó, bởi vì cái ngưỡng mà giữa thiếu và cái ngưỡng dư thừa, cái này nó rất gần với nhau, nên chích chút xíu là cái cây bị ngộ độc. Nên hiện nay thì người ta mới tính toán và đưa bo này vô những cái phân tử hữu cơ, mình gọi là cái bo hữu cơ. Thì khi mà người ta sử dụng cái bo hữu cơ á, thì cái sự ngộ độc này nó lại ít hơn. Có nghĩa là cái cho phép mình sử dụng nó thoải mái hơn, cái sự ngộ độc nó ít hơn. Thì đấy là cái ưu điểm thứ nhất trong cái việc gọi là chúng ta sản xuất cái bo gọi là hữu cơ để đưa cho bà con mình sử dụng. Một cái ưu điểm thứ hai của cái bo hữu cơ nữa đó là khi mình phun lên trên lá, thì cái việc hấp thụ vào ở bên trong cây hay là bón dưới đất thì sự hấp thụ vào rễ đối với bo thì nó bo hữu cơ á, cái sự hấp thụ của cây nó rất là dễ dàng. Và khi nó vào ở trong cây thì bo hữu cơ này nó lại di chuyển đến những cái nơi mà cần bo, chẳng hạn như là trái hay hạt, thì cái sự di chuyển này rất là tốt. Nên chính vì vậy mà trong cái sản xuất ngày hôm nay thì người ta đưa cái bo hữu cơ này vào trong sản xuất. Mà tôi biết là chỗ anh Tâm á, thì chắc cũng có tính toán tới cái này. Thì tôi nghĩ rằng là cái bo hữu cơ thì sẽ, mình thấy cái vai trò của bo hữu cơ rồi, thì cái vai trò của bo rồi, thì cái bo hữu cơ sẽ giúp cho chúng ta sử dụng bo nó có hiệu quả hơn so lại với bo vô cơ. Là bởi vì bo vô cơ, cái ngưỡng mà giữa thiếu và độc của nó chúng ta rất là khó hiệu chỉnh. Nên cái bo hữu cơ chúng tôi thấy là đấy là một cái ưu điểm trong cái thời gian sắp tới khi mà chúng ta sử dụng cái bo hữu cơ để mà khắc phục tình trạng thiếu bo trên cây trồng của mình.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Thời gian đã sắp hết. Mời kỹ sư Thư Minh Tâm giải đáp nhanh cho bạn Bùi Tấn Lực ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0128 821 428. Thưa kỹ sư, bạn Lực có hỏi là Silimax sử dụng lúc trổ lẹt xẹt, trổ đều lặp lại có ảnh hưởng gì đến cây lúa hay không? Silimax có làm cho lúa vô gạo nhanh không? Dạ. Silimax thì nó rất tốt phải không? Người ta đưa vô ở giai đoạn mà lẹt xẹt để người ta làm cho cái cổ nó cứng, do đó cái xâm nhập của cái dịch hại như là bệnh ở trên cổ bông nó không xảy ra. Thứ hai nữa là cái khả năng rút cái cổ lại nó rất là tốt, do đó cái bông nó mình lấy làm như nó hơi ngắn hơn, nhưng mà cái đó nó lại rất thuận vấn đề là dịch hại không xâm nhập. Và ngay trên lá thì ở giai đoạn đó nó cũng giải quyết là lá dày hơn. Và khi lúa trổ đều thì lúa trổ đều thì nó lại đi theo một cái hướng tích cực hơn, đó là Silimax sẽ giúp cho cái sự chuyển dẫn đường qua tinh bột rồi vào ở trong gạo chúng ta nó lại tốt hơn. Như vậy thì vai trò của Silimax ở trong đó nó lại được giải quyết theo cái hướng là dinh dưỡng để cho cái hạt nó đầy đặn hơn. Và bà con thấy là nó có hai cái trường khác nhau. Cái trường đầu là ở đồng và lẹt xẹt rổ nhằm cho nó cứng, chống độ ngã, đồng thời cái cổ nó ngắn lại. Và cái trường phía sau là nhằm do cái khả năng mà tích lũy chất khô nó tốt hơn và nó đi nhanh hơn. Và quá trình nhanh hơn này thì nó sẽ chín sớm hơn ít nhất 3 ngày so với bình thường. Chúng tôi nghĩ là đây là cái mà chúng ta có thể giải quyết để cho hạt gạo vào nhanh hơn. Và anh hỏi là Silimax giúp gạo vào nhanh hay không? Thì đây là một cái thuận chiều để chúng ta phun lên và giúp cho cái hạt chúng ta đầy đặn hơn. Chúc anh thành công. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Tư Minh Tâm. Vẫn còn một chút thời gian, Hoàng Sơn muốn giải quyết dứt điểm cái vấn đề này luôn với một bạn xem đài. Mời giáo sư tiến sĩ bảo vệ giải đáp anh Nguyễn Văn Thảo, một khán giả ở Tân Hồng, Đồng Tháp, có số điện thoại là 0986068285. Hồi nãy có nghe giáo sư tiến sĩ bảo vệ phân tích về cái bo ở trong đất ở đồng bằng sông Cửu Long, anh mới hỏi là ở đồng bằng sông Cửu Long mình ở đất nó có thiếu chất kali không ạ? Bây giờ cái kali thì báo với em Thảo là chúng ta có thể xài 150 năm, không thiếu kali đâu. Cái kali ở trong đất của mình thì nhiều lắm. Nhưng mà tại sao nó lại chúng ta cần phải cung cấp kali? Bởi vì chính bà con mình làm nó mất cân đối. Tôi nói cái này một lần nữa là tại bà con mình đó. Chứ nhiều thí nghiệm mà chúng tôi làm cân đối rồi thì kali là không thiếu. Nhưng mà chính vì bà con mình làm nó mất cân đối. Thí dụ như bà con xài ure rất là dữ. Mà xài ure rất dữ mà bà con không đưa kali vô là coi như là cái cây trồng của mình sẽ bị giảm năng suất ngay. Nên cái chỗ đó là tôi nói rằng đất không thiếu, nhưng mà do cái kỹ thuật canh tác, kỹ thuật sử dụng phân của mình không đúng, không có rồi mình gọi là cân đối đó. Nên nó dẫn tới cái chỗ là chúng ta cần phải cung cấp kali cho cái cây lúa. Nên hồi nãy kỹ sư Tiêu Minh Tâm, xin lỗi anh Sơn, tôi nói luôn cái chỗ này, cái kali hồi nãy nói mà cái vấn đề là vào gạo đó, là bởi vì cái kali nó rất cần cho cái cây lúa trong cái vấn đề quang hợp và vận chuyển cái sản phẩm quang hợp từ ở lá đem vô hạt gạo. Nên nếu mà mình cung cấp ở giai đoạn trễ như vậy đó thì cái kali mà được cung cấp đủ thì rõ ràng là nó sẽ vào gạo tốt hơn. Dạ, là cái lý do là vậy. Bây giờ thì tên Hoàng Sơn đã có danh sách 3 bà con sẽ nhận được quà của chương trình hôm nay. Tuy nhiên trước khi Hoàng Sơn công bố thì chúng ta cùng dành thời gian cho đơn vị tài trợ chương trình. Con và ấp cá nhau, ấp thua nó quật con kia. Dạ bẩm quan, thằng Giáp nó rải phân ban đêm nên lúa của nó đồng to, bông bự, hạt đầy, cân nặng hơn con đó quan. Tại ấp xài bơm nhái. Còn con xài bơm la ơ chính hiệu mà quan. Phải rồi, bơm la ơ chính hiệu thì nó hơn ngươi rồi. Tại ngươi xài bơm nhái. Trời ơi, bơm nhái hại tôi rồi. Bơm la ơ chính hiệu, địa chỉ số 23, đường Hà Quang Hổ, thành phố Long Xuyên, An Giang. Thưa bà con, trong chương trình hôm nay thì chương trình đã đưa ra câu hỏi là thuốc nào sau đây có chứa dinh dưỡng canxi, kali và silic. Có 4 đáp án được đưa ra để bà con chọn lựa, đó là A. Amistatop, B. Silimax, C. là Chet và D. là Filia. Thưa bà con, đáp án đúng là đáp án B, đó là Silimax. Và ba khán giả sau đây đã có đáp án đúng và gửi về cho chúng tôi đáp án của mình thật là sớm, sẽ nhận được quà của chương trình sau khi chương trình này kết thúc. Đó là anh Phan Ngọc Sang ở Mộc Quá, Long An, có số điện thoại là 01625489056. Anh Bùi Văn Đức ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, có số điện thoại là 01694598076.
và anh Nguyễn Văn Tâm, khán giả ở Thoại Sơn, An Giang, số điện thoại là 01202 343 243. Xin được chúc mừng ba anh. Tập đoàn Long Trời sẽ liên hệ qua số điện thoại của ba anh để trao quà sau chương trình này. Rất cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian để theo dõi chương trình này và đã giao lưu cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và kỹ sư Tư Minh Tâm đã dành thời gian cho bà con. Hy vọng là sẽ tiếp tục được gặp gỡ hai vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa bà con, chương trình này sẽ được phát lại lúc 15 giờ chiều ngày thứ Hai, 20 tháng 3 năm 2017. Mong bà con và các bạn đón theo dõi lại và giới thiệu cho những bà con khác cùng xem. Bây giờ thì những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại.